Đó ở nội dung 1500m, một vận động viên chủ nhà khác là Chris O'Hare cũng đã đem về thêm một chiếc vô địch nữa. Sau khi anh loại bỏ được hai đối thủ bám đuổi là Vincent Kibbe và Philip Ingebrigtsen của Na Uy. Chuyển sang nội dung chạy 400m nữ, đương kim vô địch thế giới Alison Felix đã cán đích đầu tiên với thời gian 49 giây 65, đạt thành tích tốt nhất ở nội dung này kể từ đầu mùa giải năm nay. Tại nội dung chạy vượt rào, một nhà đương kim vô địch Olympic khác là Karen Clement đã có được chiến thắng ở nội dung 400m rào nam với thành tích 48 giây 02. Những diễn biến đáng chú ý khác của thể thao thế giới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong phần cụm tin ngay sau đây. Tại giải rowing vô địch thế giới 2017 đang diễn ra ở Thụy Sĩ, ngày chung kết đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt của các vận động viên tới từ đội tuyển Anh, đội tuyển Ba Lan, đội tuyển Italia. Với sự xuất sắc của bộ đôi John Story và Chris Harris đã giúp cho các vận động viên New Zealand có thêm một tấm huy chương vàng nữa ở nội dung thuyền đôi một mái chèo. Cũng tại Thụy Sĩ, giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Ba Lan trong trận chung kết. Cặp đôi vận động viên của Mỹ là Finn Dahoser và Nick Lucena đã vượt qua hai vận động viên của Ba Lan là Pio Cantor và Bartolozziak